Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN YouTube. Thưa quý vị, trong mấy ngày gần đây, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã liên tiếp đến thực địa chỉ đạo hai cuộc tập trận của quân đội nước này. Đầu tiên là cuộc thị sát lực lượng bộ đội xe tăng tinh nhuệ của Triều Tiên diễn ra hôm 13 tháng 3. Trong chuyến thị sát này, đích thân ông Kim đã lên lái thử chiếc xe tăng mới nhất của quân đội Triều Tiên. Sau đó, ngày 15 tháng 3, ông Kim lại thị sát một cuộc diễn tập lực lượng nhảy dù thuộc tập đoàn quân 11 của Triều Tiên. Theo một số nhận xét, thì cuộc diễn tập nhảy dù lần này của Triều Tiên có vẻ được tổ chức với quy mô lớn để ngânh đón lãnh đạo tối cao. Bởi vì theo các nhà quan sát thì Triều Tiên chỉ có 3 chiếc máy bay vận tải cỡ lớn loại IL-76 mà các ảnh chụp công bố lên truyền thông đã cho thấy họ đưa hai chiếc IL-76 vào hoạt động. Giới phân tích cho rằng khoa mục của cuộc diễn tập lần này là mật tập, tức là thể hiện thực lực cao nhất của lực lượng nhảy dù Triều Tiên. Ảnh hiện trường cho thấy dù của lính Triều Tiên bay đầy trời. Đứng trước cuộc tập trận này, ông kim trương ưn đã trực tiếp bình luận nói rằng phải làm tốt việc chuẩn bị chiến tranh một khi khai chiến sẽ thay đổi lịch sử mặc dù triều tiên luôn cho thế giới bên ngoài ấn tượng rằng họ là những người thích nói những lời cứng rắn nhưng có một số truyền thông phương tây cũng cho rằng những bày tỏ của triều tiên là có liên quan đến cuộc tập trận của mỹ hàn vừa mới kết thúc gần đây tuy tập trận mỹ hàn là một hoạt động thường niên nhưng nó cũng không che giấu những mục đích lộ liễu là đối phó triều tiên vẫn là lấy việc tiêu trừ mối uy hiếp hạt nhân triều tiên làm mục tiêu chủ yếu trong thời gian mỹ hàn tập trận triều tiên tỏ ra phản ứng rất nhẹ chỉ ra thông cáo lên án chứ không bắn tên lửa đạn đạo như mọi khi tuy nhiên khi cuộc tập trận mỹ hàn vừa kết thúc xong thì triều tiên lập tức công khai hình ảnh ông kim jong un thị sát bộ đội tăng thiết giáp vài ngày sau lại phô trương thực lực của lính dù triều tiên tín hiệu mà triều tiên muốn truyền đi là nếu mỹ hàn diễn tập đột nhập trên biển thì triều tiên diễn tập đột kích đường không theo bình luận của giới quan sát trung quốc lịch sử đã nhiều lần chứng minh lính dù có vai trò rất quan trọng mà triều tiên sử dụng máy bay vận tải tầm xa để thả lính dù thì ý nghĩa thực chiến lại càng lớn hàn quốc hiện nay đem số lượng lớn bộ đội bố trí ở biên giới trong khi đó không quân triều tiên lạc hậu so với hàn quốc nếu xung đột nổ ra triều tiên mà đưa lính dù đến khu vực biên giới tác chiến thì rất dễ bị hàn quốc bắn rơi máy bay nhưng nếu có năng lực đổ bộ lính tầm xa triều tiên có thể đưa lính dù đến nơi nào đó ở phía nam mà quân Hàn Quốc bố trí yếu hơn để đổ bộ vào địch hậu. Hoạt động này sẽ tạo ra nhiều nguy hiểm cho một nước không có chiều sâu phòng ngự chiến lược như Hàn Quốc. Tuy nhiên, đối với Triều Tiên mà nói, việc phát huy tác dụng của lính dù trong xung đột cũng không dễ. Mỗi chiếc IL-76 chỉ chở được tối đa 102 lính dù, nếu hai chiếc thì chở được 204 lính dù, tương đương với quân số của hai đại đội. Số lượng này nếu thả xuống sâu lãnh thổ Hàn Quốc thì khả năng phát huy được bao nhiêu tác dụng cũng là khó nói ngoài ra tuy trọng điểm phòng ngự của hàn quốc là ở phía bắc nhưng không phải là ở phía nam họ hoàn toàn không có phòng bị cho dù triều tiên muốn bay phòng đến phía nam cũng phải lo mối nguy cơ bị bắn hạ do vậy suy luận rằng đối với hoàn cảnh triều tiên thích hợp nhất là cho lính dù làm một số nhiệm vụ như đột kích ám sát hoặc là hành động chém đầu để tiêu diệt đầu não của đối phương nếu trong tương lai Triều Tiên và Hàn Quốc xung đột, Triều Tiên có thể trong thời gian ngắn phá hủy các trận địa phòng không Hàn Quốc ở Seoul, rồi sau đó đổ lính dù xuống thủ đô của Hàn Quốc, một mặt tiêu diệt lực lượng đề kháng mặt đất, một mặt khác tiêu diệt các yếu nhân chính trị và quân sự của Hàn Quốc. Quý vị thân mến, có vẻ như người Trung Quốc rất thích nói về hành động chém đầu. Trong lúc bàn thảo về xung đột Đài Loan cũng đe dọa hành động chém đầu, giờ Triều Tiên cũng nhắc đến chiến thuật này. Tuy nhiên Triều Tiên và Trung Quốc khác nhau rất nhiều. Triều Tiên không có năng lực vận tải đường không mạnh mẽ như Trung Quốc. Như vừa rồi họ đã phân tích, mỗi chiếc IL-76 chỉ mang được 100 lính, dù cho huy động cả 3 chiếc cũng chỉ được 3 đại đội. Lực lượng này là quá mỏng để có thể làm nên chuyện ở một đô thị lớn có tới 26 triệu dân như Seoul. Mặc dù Seoul chỉ cách vị tuyến 38 con 50 km, nhưng khoảng 50 km đó là cả một vành đai dày đặc lực lượng quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Máy bay Triều Tiên đột nhập được vào Seoul cũng khó. Điều quan trọng nhất là dù có đột nhập thành công, tiêu diệt được Tổng thống Hàn Quốc đi chăng nữa, thì cũng không làm xoay chuyển hẳn cục diện gì, bởi vì quyền chỉ huy quân đội Hàn Quốc trong thời chiến là ở trong tay người Mỹ. Do vậy tôi nghĩ nếu muốn đưa chiến tranh đến Seoul, Triều Tiên sẽ chọn bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc là sử dụng các pháo phản lực phóng loạt tầm xa vì pháo và tên lửa mới là sở trường, là chỗ mạnh của họ chứ không phải lính dù. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.